chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Đông Y Tuệ Y Đường và mình là Hương Quỳnh. Các bạn thân mến, thời tiết hanh khô chính là yếu tố thuận lợi để làm nặng hơn các triệu chứng của bệnh viêm da cơ địa như là khô, nứt và chảy máu. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với mình và bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại Đông Y Tuệ Y Đường sẽ đi giải đáp những thắc mắc của bệnh nhân về căn bệnh này và cách chăm sóc trong mùa đông này nhé. Dạ vâng, thưa cô, thì lần đầu tiên mình có thể chia sẻ lại cho các bệnh nhân biết được thế nào là bệnh lý về viêm da cơ địa đúng không ạ? Viêm da cơ địa là một bệnh lý mà biểu hiện là các tổn thương trên da là khô và ngứa. Ngứa làm cho bệnh nhân rất gãi nhiều, làm cho da dày lên, tạo thành cái vòng xoắn luẩn quẩn giữa ngứa và gãi. Và đôi khi gãi nhiều làm cho bệnh nhân bị tổn thương trên da, làm cho bụi dễ bị bội nhiễm. Và viêm da cơ địa thì có liên quan đến yếu tố gia đình, tức là nó sẽ di truyền từ bố mẹ sang con. Và nó cũng hay liên quan đến các bệnh về dị ứng, ví dụ như là viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đó là một câu hỏi mà em tin chắc là rất nhiều bệnh nhân cũng như là người xem thắc mắc, đó chính là căn bệnh viêm da cơ địa này thì mình có chữa khỏi hoàn toàn được không hả cô? Với những cái viêm da cơ địa thì chúng ta rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng thông thường với những trẻ nhỏ dưới 2 tuổi thì 90% là sẽ khỏi sau 2 tuổi. Và chỉ có 10% thì sẽ phát triển theo tuổi và chúng ta gọi là viêm da cơ địa ở người lớn. Trong những viêm da cơ địa ở người lớn ấy, thì nó rất hay gặp đi tái lại rất là nhiều lần, làm cho bệnh nhân rất là khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta điều trị đúng phương pháp và được quản lý tốt thì bệnh sẽ ổn định rất lâu dài mà chúng ta chỉ cần dùng dưỡng ẩm. Dạ vâng, thưa cô, vậy thì dưỡng ẩm có vẻ là khá là quan trọng đối với những bệnh nhân viêm da cơ địa. Vậy thì mình sẽ dưỡng ẩm như thế nào để đúng và đủ nhất đối với bệnh nhân, và nhất là trong cái giai đoạn mà thời tiết đang hanh khô như thế này? Với những người viêm da cơ địa thì cái lớp hàng rào bảo vệ của da nó bị tổn thương. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải dùng dưỡng ẩm để phục hồi và bảo vệ làn da của chúng ta. Và có một số người thì quan niệm rằng là những cái vùng nào mà bị tổn thương thì chúng ta mới cần dưỡng ẩm. Thì đấy là một quan niệm rất sai lầm. Với những người viêm da cơ địa thì thường là cái lớp da nó sẽ bị khô, cho nên chúng ta cần phải dưỡng ẩm toàn thân để bảo vệ cái hàng rào của bảo vệ của da của chúng ta. Cảm ơn thưa cô, vậy thì mình sẽ bôi dưỡng ẩm vào thời điểm nào là tốt nhất trong ngày? Chúng ta dùng dưỡng ẩm tốt nhất là sau khi tắm từ 5 đến 10 phút. Chúng ta bôi dưỡng ẩm toàn thân mục đích là để bù lại cái độ ẩm mà chúng ta đã bị mất đi trong quá trình tắm. Hoặc là nếu như mùa đông thì chúng ta có thể bôi dưỡng ẩm trước khi đi ngủ. Cảm ơn thưa cô, vậy thì mình nên duy trì cái thói quen chăm sóc da nào trong mùa hanh khô với người viêm da cơ địa nói riêng và với những bệnh nhân mà có da khô nói chung? Đầu tiên thì là vấn đề là dưỡng ẩm. Chúng ta cần phải dưỡng ẩm đúng và đủ, đặc biệt là với những người viêm da cơ địa. Và cái thứ hai nữa là một số những cái lưu ý cho những bệnh nhân bị viêm da cơ địa trong mùa đông, mùa hanh khô. Thứ nhất là chúng ta không nên tắm quá lâu, không nên tắm quá 10 phút trong một lần. Thứ hai là không nên tắm ở nhiệt độ quá nóng, chúng ta nên tắm ở nhiệt độ khoảng 34-37 độ là vừa. Thứ ba là chúng ta không nên sử dụng những chất tẩy rửa quá mạnh. Và cái đấy là chắc chắn rồi, bởi vì những người viêm da cơ địa thì thường là cái hàng rào bảo vệ da rất là yếu. Khi chúng ta dùng những cái sát khuẩn mạnh như thế nó làm tổn thương những hàng rào bảo vệ của da. Và tiếp theo nữa là chúng ta hạn chế dùng các đồ len dạng. Bởi vì khi mà chúng ta, những người bệnh nhân bị viêm da cơ địa dùng đồ len dạng sẽ làm cho cảm giác rất là ngứa ngáy, khó chịu. Đấy là những lưu ý mà chúng ta phải lưu ý trong mùa hanh khô cho những bệnh nhân bị viêm da cơ địa. Cảm ơn thưa cô, vậy thì chúng ta sẽ phải ăn gì để có một làn da khỏe hơn và đẹp hơn, cũng như là tránh bị mất nước trong mùa hanh khô này? Trong mùa hanh khô như thế này, và đặc biệt là với những người viêm da cơ địa, thì những cái thực phẩm có dầu omega 3 và 6 vẫn rất tốt cho làn da. Ví dụ như là hạt óc chó này, hoa anh thảo này, hoặc là hạt hạnh nhân. Và những cái thực phẩm mà có thể cung cấp ẩm cho chúng ta, ví dụ như các loại cam, bưởi cũng rất là tốt. Nhưng đấy chỉ là những cái thức ăn phụ trợ, và cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải giữ ẩm cho làn da của mình. Tiếp theo nữa là chúng ta phải uống đủ nước. Với một người trưởng thành, chúng ta phải uống ít nhất từ 2 đến 2,5 lít nước một ngày. Và quan trọng nữa là chúng ta phải điều trị những cái bệnh lý mãn tính cho nó ổn định. Thì chúng ta sẽ duy trì được làn da khỏe mạnh.
bạn thân mến, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi giải đáp những thắc mắc của bệnh nhân về cách chăm sóc da, viêm da cơ địa trong mùa hanh khô này. Và nếu như bạn có bất cứ vấn đề gì về da liễu, phụ khoa hay là cơ xương khớp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video này để được các bác sĩ tại Đông Y Tuệ Y Đường giải đáp kịp thời. Ngoài ra thì cũng đừng quên là chúng ta có lịch khám trực tiếp và miễn phí với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại Đông Y Tuệ Y Đường vào chiều thứ Tư và chiều Chủ nhật hàng tuần tại địa chỉ 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!